Chào mừng các bạn đã quay lại với chương trình giới thiệu sản phẩm của Thế Giới Máy. Ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn một dòng máy cưa xích đến từ thương hiệu Husqvarna với mã là Husqvarna HCS405G. Máy sử dụng nguồn điện gia đình 220V, rất dễ dàng trong việc sử dụng. Chúng ta hãy cùng xem máy có chức năng cũng như cấu tạo như thế nào nhé. Đi theo máy chúng ta sẽ có một lam dài 40cm và ốp bảo vệ lam. Một xích chính hãng của Husqvarna. Một khóa lục giác dùng để lắp vào mở máy. Một cây dũa xích. Một giấy hướng dẫn sử dụng. Và hai chỗ thang giúp chúng ta lắp thay thế. Máy có công suất động cơ là 1800W, trọng lượng nhỏ gọn chỉ với 8kg. Máy có thiết kế ốp bảo vệ người dùng, tay cầm chắc chắn. Dây điện theo máy dài 1m2 giúp các bạn dễ dàng trong quá trình sử dụng. Khóa tay cầm. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem chiếc máy này được lắp ráp như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ dùng khóa lục giác mở hai ốc lam máy. Sau đó chúng ta sẽ tra xích vào lam. Sau khi chúng ta đã lắp lam xích vào, chúng ta sẽ siết chặt hai ốc này lại. Máy sử dụng lò xo cân tự động giúp chúng ta canh lam xích một cách chuẩn xác nhất. Và bây giờ mình sẽ ghim điện test trực tiếp cho các bạn xem nhé. Như các bạn đã thấy, dòng máy cưa điện Husqvarna HCS405G này hoạt động vô cùng mạnh mẽ và độ ồn vừa phải. Nếu các bạn quan tâm đến dòng sản phẩm này, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng để được nhận tư vấn thêm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.